Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập kênh của Âm Thanh Đức Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh tiếp tục về những sản phẩm đẹp xuất sắc để phục vụ quý vị và các bạn. Sau đây Âm Thanh Đức Hạnh sẽ giới thiệu chi tiết những sản phẩm có mặt tại cửa hàng ngày 6 tháng 4 năm 2018. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Diatone. Cặp loa Diatone DS800ZX có một cặp. Hàng rất hiếm nhé. Cặp loa Diatone DS800ZX đẹp xuất sắc nhé quý vị nhé. Cặp loa Diatone DS800ZX có giá thành trên 10 triệu đồng. Và cặp này rất hiếm, rất ít khi gặp. Cặp loa còn đẹp xuất sắc. Có một cặp duy nhất nhé quý vị và các bạn. Tiếp theo, cặp loa Puller S707. Cặp loa mặt Bombay. Bát 30. Cặp loa này cũng rất hiếm và rất lâu rồi, hôm nay mới có mặt tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Một cặp tiếp theo. Cặp loa Puller S707. Loa còn đẹp xuất sắc quý vị. Tiếp theo, hôm nay có về cửa hàng được một chiếc Omni Sansui 7070. Chiếc Omni 7070 đẹp zin nguyên bản. Và các bạn theo dõi kênh của Âm Thanh Đức Hạnh, hãy nhìn chi tiết những sản phẩm Âm Thanh Đức Hạnh đã quay. 7070 Sansui 7070 và có giá thành trên 15 triệu quý vị nhé. Tiếp theo, hôm nay có về cửa hàng được một chiếc đầu CD Egoric và có giá thành trên 20 triệu đồng. Đẹp xuất sắc nhé quý vị nhé. Chiếc đầu CD còn đẹp xuất sắc. Âm Thanh Đức Hạnh sẽ quay chi tiết để cho quý vị và các bạn được chiêm ngưỡng những sản phẩm. Và tiếp theo, hôm nay có về cửa hàng được một chiếc Omni The Long 890D. The Long 890D có giá trên 10 triệu đồng. Và tiếp theo, hôm nay lại về được một bộ Marang PM16 CD 16 và bộ combo này có giá trên dưới 40 triệu đồng một chút nhé quý vị nhé. Bộ sản phẩm này còn rất đẹp. Sẽ quay
quay chi tiết để cho quý vị và các bạn được chiêm ngưỡng những sản phẩm bên cửa hàng. Có giá thành trên dưới 40 triệu đồng một chút nhé. Tiếp theo đến những dòng âm ly đẳng cấp như Lachman. Lachman L507S. Hôm nay em Thanh Đức Hạnh về được một chiếc âm ly dòng cao cấp L507S. Và sản phẩm hôm nay về mới đến 99%. Chỉ còn thiếu thùng thôi nhé. Và còn nguyên khiển zin và dây nguồn. Vâng, chiếc âm ly Lachman L507S. Gỗ piano rất đẹp, trông rất sang trọng. Và có giá thành là dưới 50 triệu đồng quý vị nhé. Có giá dưới 50 triệu đồng. Sản phẩm đẹp không tì vết. Âm Thanh Đức Hạnh xin nhấn mạnh đẹp không tì vết. Những chiếc âm ly do cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh chọn là những sản phẩm đẹp xuất sắc. Và bảo hành zin cho quý vị 100%. Vâng, chiếc âm ly Lachman L507S có một chiếc, có hai đồng hồ vu rất lớn, bày rất sang trọng. Tiếp theo vẫn là Lachman, chiếc âm ly Lachman mã là 550. Chiếc âm ly Lachman L550A25 mã. Chiếc âm ly này đẹp đến 99,9%. Và có giá thành trên dưới 50 triệu đồng một chút nhé quý vị nhé. Đẹp đến 99,9%, đẹp không tì vết quý vị. Vâng, đây là chiếc khiển zin. Dây nguồn xịn. Tất cả còn đẹp không tì vết. Có một chiếc duy nhất có mặt tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh ngày mùng 6 tháng 4 năm 2018. Và Âm Thanh Đức Hạnh sẽ quay những lút đằng sau cho quý vị và các bạn được chiêm ngưỡng sản phẩm đẹp không tì vết. Lachman L550A25 mã. Đẹp đến 99,9% nhé quý vị nhé. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu chiếc âm ly Lachman L550A25 mã thì hãy liên hệ trực tiếp với Âm Thanh Đức Hạnh. Đây là chiếc thứ hai nhé, L507S. Hàng hôm nay về hai chiếc âm ly đẹp xuất sắc. Hai chiếc âm ly này đẹp đến 99,9% và chưa một vết xước, đẹp không tì vết, chỉ thiếu mỗi thùng nhé quý vị nhé. Tiếp theo, hôm nay có về cửa hàng được một cặp loa 4312MK2 dòng Canchon Monitor. Vâng, cặp loa JBL 4312MK2
Canchon Monitor. Và hôm nay về được một cặp loa màu trắng sữa, trông rất sang trọng và đẹp. Có những chất âm về dòng loa JBL, cho tiếng bass rất mềm và ngọt. Vâng, sản phẩm bên cửa hàng chọn là những sản phẩm chất lượng đỉnh cao. Tiếp theo hôm nay cửa hàng về được 6 chiếc âm ly. 6 chiếc âm ly Sansui Alpha 607 LS Tra nha quý vị nhé. Hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc về được 6 chiếc âm ly Sansui Alpha 607 LS Tra. Vâng, đây để 2 chiếc bên này và 4 chiếc bên quầy bên. Vâng, những chiếc âm ly về đẹp soi gương được luôn nha quý vị nhé. Đẹp xuất sắc mặt gương 607 LS Tra. Và những sản phẩm này bây giờ cũng có giá thành rất cao, giá 7.500.000 đồng nha quý vị nhé. Những sản phẩm đẹp thì nó có giá thành cao, còn xấu hơn một chút cũng có thể rẻ được 1.000.000 hoặc 500.000. Vâng, đây là những sản phẩm của ngày hôm nay về những chiếc âm ly đẹp xuất sắc 607 LS Tra. Hôm nay cửa hàng về được 6 chiếc nhé quý vị nhé. Tiếp theo, hôm nay lại về được một chiếc âm ly Đờ Lông 890D tem đồng. 890D tem đồng có giá trên 10.000.000 đồng. Tiếp theo hôm nay lại về được một chiếc Đờ Lông PMA 780D, có một chiếc duy nhất. Và chiếc này cũng đẹp xuất sắc. Và những chiếc âm ly đẹp xuất sắc này có giá trên dưới 10.000.000 đồng một chút. Hàng hôm nay em Thanh Đức Hạnh về đặc trưng luôn nhé quý vị nhé. Toàn những sản phẩm đẹp. Tiếp theo một chiếc âm ly Delon 940V cũng đẹp xuất sắc và có giá trên 10.000.000 đồng. Có giá trên 15.000.000 đồng nhé một chút nhé. Có giá thành trên 15.000.000 đồng, dưới 20.000.000. Những chiếc âm ly hôm nay về đẹp xuất sắc. Tiếp theo hôm nay có về cửa hàng được một cặp loa Pure CS99A. Cặp loa Pure CS99A. Đẹp zin nguyên bản. Và hôm nay cửa hàng cũng đã bán đi một cặp về thành phố Thanh Hóa nhé. Và đây là cặp mới về chiều nay. Cặp loa đẹp mỹ mãn. Và có giá thành dưới 40.000.000 đồng. Đây là chiếc thứ hai của cửa hàng mới về. Đây là những chiếc e căng còn zin nguyên bản, đẹp từ thùng vách đến màng loa, bát loa, tất cả còn zin nguyên bản. Vâng, cặp loa Pure CS99A đẹp mỹ mãn. Và cửa hàng có rất nhiều các sản phẩm, những chiếc âm ly đỉnh cao. Hàng vẫn tiếp tục về để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Tiếp theo hôm nay về cửa hàng tiếp tục về được một cặp loa JBL model L220. Để nói về dòng loa JBL L220 cho chúng ta một chất âm rất ngọt và mềm. Có một cặp duy nhất đẹp xuất sắc.
cặp loa rất to cao và lặng, rất khủng nhé. Cặp loa JBL L220 có giá trên dưới 60 triệu đồng. Vâng, hôm nay về những sản phẩm chất lượng. Tiếp theo, cặp loa Diatón DS97C. Cặp loa rất hiếm và khủng, có chiều cao khá là cao. Bát 30 có độ thông hơi đằng trước nhé quý vị nhé. Cặp loa trông rất sang, rất cao to. Màu gỗ, mặt bombe. Cặp loa có công suất là 230W, trở kháng 6 ohm. Cặp loa Diatón DS97C. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay để sở hữu được cặp loa Diatón DS97C. Quý vị và các bạn có thể ghép thêm những chiếc vang để hát karaoke. Trông rất gấu. Và có giá thành dưới 20 triệu đồng. Có giá dưới 20 triệu đồng. Cặp loa Diatón DS97C. Đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết nhé quý vị nhé. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì còn rất rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Vâng, hàng tiếp tục về, về theo các ngày. Vâng, đây là một gian hàng của âm thanh Đức Hạnh, rất nhiều các sản phẩm. Quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thích những sản phẩm bên cửa hàng thì hãy về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn cho mình những cặp loa danh giá đẳng cấp. Vâng, những chiếc âm ly đẳng cấp còn rất nhiều bên cửa hàng và hàng cũng tiếp tục về để phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Một 80A. Cặp loa Puler S180A. Một hai hôm nữa cửa hàng âm thanh Đức Hạnh về được một cặp loa 180A đẹp xuất sắc. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu cặp loa thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để được tư vấn và phúc đáp cho quý vị và các bạn những sản phẩm chất lượng tốt. C7, M7, M7, C7. Và hôm trước âm thanh Đức Hạnh có thông báo với quý vị và các bạn trước đầu Acopay là đầu CD, nhưng âm thanh Đức Hạnh thông báo nhầm là chiếc giải mã và chiếc này cũng đã có chủ. Ngày mai âm thanh Đức Hạnh sẽ đóng gửi một vị khách hàng đến từ thành phố, đến từ Sơn La.
Vâng, và vị khách này hôm trước có về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sắm một cặp loa 933, Wheeler 933. Và hiện tại cửa hàng còn một cặp loa JBL L65 Dubai, hàng dâu dài 65 Dubai. Cặp loa còn trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản 100%. Đây là những sản phẩm đỉnh cao. Và xin thông báo với quý vị và các bạn cặp loa Onkyo D77FX2 mã. Vâng, cặp loa này cũng đã có chủ và hai vị khách hàng cũng đã đặt cặp loa này. Một vị khách hàng đến từ thành phố Bắc Giang có đặt một cặp loa Onkyo D77FX2 mã. Và cặp loa này là của anh đến từ Bắc Giang. Và một chiếc đầu giải mã 1600AL. Sau clip này âm thanh Đức Hạnh sẽ làm clip để gửi hàng cho anh. Và có một vị khách đến từ thành phố Hà Nội có đặt của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một cặp 77FX2 mã. Và chuyến sau về thì anh cũng hẹn là một tuần sau anh đấy. Vâng, bên cửa hàng vẫn còn rất nhiều các sản phẩm, rất nhiều nhé quý vị nhé. Và những chiếc âm ly mới về cũng để bên kia. Nhưng thấy Đức Hạnh thôi, xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn về theo địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh: trục đường 18 Hà Nội, Quảng Linh, Ung Bí. Trung tâm của âm thanh Đức Hạnh là cổng chợ số 3 cạnh siêu thị Lan Chi, cách mặt đường 18 30m vào trong cổng chợ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip lần sau.